Xin chào anh chị các bạn, chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với series video PA Marketing Business and Vlog. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và là một chuyên gia về marketing. Một cái bài học ngắn này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách thức viết marketing bằng nội dung số, tiếng Anh gọi là content marketing, với một cái công thức đơn giản là công thức AIDA. Và sau này thì tôi sẽ cập nhật cho các bạn những công thức phức tạp hơn nữa. Chúng tôi sẽ có rất nhiều công thức để các bạn viết. Rồi, đầu tiên là công thức AIDA hay còn gọi là công thức ái già. Trong tiếng Việt là viết tắt của 4 từ tiếng Anh. Chữ A là attention, chữ I là interest và chữ D là design và chữ A cuối cùng đó là action. Thì 4 cái chữ này nó viết tắt của 4 cái từ tiếng Anh tôi vừa đọc và nó có nghĩa là gì? Được chưa? Cái chữ attention có nghĩa là thu hút, đúng không ạ? Làm nào để cho họ thu hút chú ý đã. Giống như là xinh này hay sexy này hay là biến này hay là hóm biến hay là những cái gì đấy giật tít rất là mạnh, đúng không? Rồi hay là làm trò vui vẻ hài hước bộ bậy bạ xốc xếch gì đấy. Rồi interest là làm cho người ta thích thú, giống như đi ngoài đường ấy, mình nhìn thấy một cô gái xinh ấy, mình chú ý cái đã. Nhưng mà để mình thích cái cô gái đó và ngược lại để cô gái đó thích mình thì phải trò chuyện, đúng không ạ? Phải quan sát đó. Sau đó đến design là khao khát, tức là gì? Mình muốn sở hữu cô gái đấy, mình muốn yêu cô gái đấy, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là cái khao khát. Và action là hành động cuối cùng là mình sẽ có được cô gái đấy trong tay. Thì mua hàng hay bán hàng cũng như vậy nhá. Đây là cái mô hình này, thì thực ra cái mô hình này là mô hình rất là kinh điển. Nó có từ rất lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới có. Thật ra dễ quá tôi cũng không muốn đào tạo. Sau này tôi sẽ cho các anh chị những cái công thức phức tạp hơn. Thí dụ như công thức 16 bước bán hàng, công thức 20 bước bán hàng, công thức viết content 8 bước, những cái mà nó chi tiết hơn nữa nhá. Thì chúng ta xem những cái công thức này trước. Ok, attention là thu hút sự chú ý. Trả lời cho câu hỏi là làm nào chúng ta được thu hút được, đúng không? Sử dụng thông điệp là gì, đúng không? Chúng ta sử dụng loại hình media nào, ví dụ hình ảnh hay là video hay là live stream. Và có cái sự sáng tạo đáng kể để thu hút. Và thông điệp quan trọng, đúng không? Cách giật tít như thế nào. Đấy, thế chúng ta sẽ lại xem thêm những cái bài là giật tít này, bài làm khuyến mại này của thầy Phan Anh ở trên kênh PA Marketing nhá, có hết luôn, cung cấp đủ đấy cho các anh chị và các bạn. Rồi, interest là làm cho người ta thích thú, thì mình phải hiểu được khách hàng, mình phải hiểu được cô gái đó. Thì cô gái muốn hoa hồng thì mình phải tặng hoa hồng, muốn sô cô la mình phải tặng sô cô la, nhưng mà người ta muốn hoa hồng mình cứ tặng ớt, người ta muốn sô cô la mình cứ tặng tỏi thì làm sao mà người ta thích mình được, đúng không? Rồi, khách hàng sẽ cần phải được thích thú bằng cách là mình truyền cảm hứng này, mình chia sẻ này, mình nói rất nhiều điều tốt, điều đẹp, điều hay, những cái giá trị khác biệt về sản phẩm và dịch vụ của bên mình, những cái cam kết mạnh mẽ và tạo ra cảm xúc tin cậy, yêu thương, thích thú, thì như vậy khách hàng mới an tâm để chúng ta bước sang cái giai đoạn tiếp theo là người ta cái cảm xúc bắt đầu nó tăng lên, người ta khao khát, người ta muốn sở hữu. Thí dụ như là cái điện thoại iPhone này, người ta ra một cái này ta muốn sở hữu bởi vì cái hình dáng mới, bởi vì cái công nghệ mới, bởi vì là nó rất là đắt đỏ, nó rất là sang trọng, ví dụ như thế. Nó có những cái thôi thúc từ bên trong của khách hàng. Hoặc là kể cả cái máy tính cũng như vậy, đúng không ạ? Bây giờ tại sao trên thị trường có rất là nhiều máy tính, nhưng mà mình vẫn muốn sử dụng cái máy tính Apple bởi vì nó rất là bền, rất là chắc chắn, rất là bảo mật, rất là tích hợp, công nghệ nó rất là cao, vân vân và mây mây. Đấy, thì rõ ràng là nó có những thứ về mặt giá trị thương hiệu, về mặt giá trị cảm xúc này, khiến người ta khao khát, đúng không? Và cuối cùng đấy là chúng ta sẽ làm cho họ là muốn mua bằng cách là họ comment, họ để lại số điện thoại, họ inbox, họ điền mẫu, vân vân. Thế vậy thì khi chúng ta viết quảng cáo thì chúng ta viết cái gì, đúng không? Làm thế nào để thu hút, đúng không? Chúng ta giật tít. Đấy, làm nào để thích thú thì chúng ta phải nói về giá trị, phải nói về những cái điều mà sản phẩm và dịch vụ của chúng ta làm được mà đối thủ không làm được. Ok, thí dụ như là khóa học của thầy Phan Anh là gì ạ? Là cái khóa học mà thứ nhất là giảng viên là duy nhất, là vừa là giảng viên đại học này, vừa lại làm chạy quảng cáo thuê này, vừa có công ty đi làm đào tạo này. Đấy, vừa có cái thực hành lẫn cái lý thuyết, lại vừa học ở trên lớp, lại vừa có video về nhà. Hiện nay tất cả các trung tâm khác đều không có. Đấy, vừa có cả sách, đúng không ạ? Thầy Phan Anh là một giảng viên mà viết được cả sách. Đấy, vừa là có sách cứng này, vừa có sách dạng video này, vừa là giảng viên đại học, lại vừa đi làm đào tạo, vừa chạy quảng cáo thuê. Nó tích hợp rất nhiều các cái
cái chức năng trong đó thì cái người học người ta sẽ được hưởng lợi. Đấy, ý tôi muốn nói là như thế, thì làm cho người ta thích thú. Thế rồi thì làm cho người ta yên tâm, à không hài lòng thì tôi sẽ hoàn tiền, học không được thì tôi sẽ trợ giúp, bận quá thì tôi sẽ có người đến tận nơi tôi trợ giúp, hoặc là năm khóa học tiếp theo có thể đến học đấy, hoặc là không có tài khoản quảng cáo tôi có thể cho mượn, rất nhiều những cái thứ như vậy để tạo ra sự thích thú về mặt cảm xúc để họ an tâm. Thì viết cái gì? Viết đúng như thế ta, viết đúng như thế ta, theo thứ tự từng bước đúng không, thu hút rồi, thu hút được rồi. À, khách hàng đã đánh tôi, khách hàng đã chửi tôi bởi vì sản phẩm tôi bán chạy quá, bởi vì tôi không kịp mà giao hàng cho khách hàng đấy, thu hút thế làm gì nữa. Hay xong bắt đầu tạo sự thích thú, đó là gì, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ nó có gì hay, có gì hot, có gì khác biệt, nhấn mạnh, khẳng định, cam kết mạnh mẽ vào, được chưa, làm nào để khao khát mà giá rẻ bất ngờ mua ngay đúng không ạ, rồi mua một tặng một khuyến mại đấy, rồi thì cam kết bảo hành thế này thế khác để người ta ra quyết định mua. À, từ cái không có nhu cầu chuyển đổi thành có nhu cầu, từ nhu cầu thấp chuyển thành nhu cầu cao, và cuối cùng là chốt đơn là gì ạ, free ship, giao hàng miễn phí, giao hàng trong vòng 24 giờ, rồi thì ạ, có thể đổi trả thoải mái, vân vân mây mây, thì khách hàng người ta mới ra quyết định mua, thanh toán chuyển khoản, thanh toán quẹt thẻ online, thanh toán trước được giảm giá, thanh toán sau thì không được giảm giá, vân vân, kiểu như thế. Vâng, thì cái mô hình AIDA này như tôi nói nó là một cái mô hình rất là đơn giản, nó kinh điển, nó có từ lâu rồi, và các bạn cũng nên tham khảo. Sau này chúng tôi sẽ đưa cho các bạn mô hình 8 bước, mô hình 16 bước, mô hình 20 bước, rất nhiều các mô hình khác nữa để các bạn có thể viết content, và có hẳn một cái khóa học về content marketing luôn cơ nhá. Cả khóa video đã có rồi, khóa video đã có, mua có 500 ngàn thôi. Còn khóa offline năm 2020 trực tiếp tôi sẽ dạy. Tôi viết content, tôi làm hình ảnh, tôi làm video chắc là chưa ai chê tôi đâu. Vì sách tôi đã ra đến cả chục cuốn rồi. Kênh YouTube tôi làm như này mọi người đã biết là tôi nói năng như thế nào. Tôi là giảng viên đại học, năm nay là đi dạy là năm thứ 13 rồi. Xong 2020 là năm thứ 13 đi dạy rồi. Học cũng 4 năm trường đại học nên là hoàn toàn tự tin về cái khả năng. Chưa kể đến là tôi còn đọc được tiếng Anh nữa, tôi sẽ dịch được những cái tài liệu nước ngoài cho các anh chị và các bạn. Ok, rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu mà thấy nó hay thì sub kênh giúp tôi, chia sẻ giúp kênh, trao đổi với tôi. Nếu mà bán hàng quảng cáo hoặc gặp bất kể vấn đề gì trong quá trình kinh doanh hoặc marketing thì liên hệ với tôi hoặc là công ty PA Marketing để được tư vấn và trợ giúp. Được chưa ạ? Xin chào, xin cảm ơn, xin chúc các anh chị một năm mới tốt lành và mọi sự may mắn.